Thưa sư cho con hỏi là làm thế nào để khắc phục thói chửi bậy nói tục? Dù con biết đó là một thói xấu nhưng khi tức giận con lại thốt ra những lời không hay, ý không đẹp ấy. Ở trong chú giải của kinh nước vô trong miệng á, ngậm nước nguyên ngày luôn. Trừ khi nào người ta hỏi mà mình phải trả lời thì mình mới nói thôi, còn không là mình giữ im lặng. Cho nên là dù chúng nó chửi mình tức lắm nhưng mà miệng ngậm nước là nó không được, thì phải tình. Cho nên là quý vị có thể tập ha. Đương nhiên là mình đâu phải câm đâu. Cho nên thí dụ như người ai cần nói, hỏi mình thí dụ mấy giờ rồi, hay là hỏi mình cái công việc đã làm xong chưa, thì mình có thể mình nuốt miếng nước, trả lời xong, uống một ngụm nước, tiếp tục ngậm nước tiếp. Đó là một cách đã được nói ở trong chú giải ha.